Thời điểm này, các hộ trồng hoa trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đang tất bật chăm sóc các diện tích hoa, cây cảnh để cung cấp ra thị trường cho dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Sở hữu vườn hoa cúc rộng 2.000 m2 với trên 8 vạn cây giống. Những ngày này, gia đình ông Lê Văn Sửu ở tổ Căng Nà, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực tỉa hoa, tưới nước, bón phân và lắp đặt hệ thống đèn điện để điều tiết sự sinh trưởng nhằm cung cấp hoa cho người tiêu dùng đúng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Với kinh nghiệm hơn 15 năm trồng hoa, năm nào gia đình ông Sửu cũng có thu nhập trên 100 triệu đồng. Qua nhiều năm kinh nghiệm thì chúng tôi trồng hoa về vụ Tết này là ba loại cúc, một là cúc đại đoá, hai là kim cương, ba là cúc sinh. Thế thì bây giờ chúng tôi đang chăm sóc cho tỉa tốt cho hoa đẹp vào cái đại đoá để cho kịp Tết. Đấy, bây giờ đang vào tỉa lụ rất là vừa, chắc chắn là sẽ kịp Tết. Thời gian này, gia đình ông Nguyễn Văn Trấn ở tổ Căng Nà, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ cũng đang tập trung chăm sóc hơn 1.000 m2 ruộng trồng hoa để kịp bán vào dịp Tết, vì diện tích này mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình ông Trấn. Những cái hộ chúng tôi thì nói chung là nhà lạ cũng thế, đang tích cực là chăm sóc hoa từ cây hồng cho đến cây cúc. Thì cây cúc là đến thời giờ là chúng tôi cũng đã đảm bảo được 75%, giờ đang tỉa tót để cho nó phát triển thêm. Chứ còn hồng của chúng tôi là bây giờ thậm chí là về cái thời gian này nói chung cái thời tiết là cũng nên được. Chúng tôi cũng đang cắt tỉa, cố gắng đi chăm sóc không kỹ thuật để cho đảm bảo được cái nguồn hoa Tết. Nhiều năm nay, 20 hộ hội viên hợp tác xã hoa cây cảnh Bường Lò đều tập trung trồng hoa bán Tết, chủ yếu là hoa hồng, hoa dạng Ngọc Minh Châu, hoa địa lan, cúc đại đoá. Để có được những chậu hoa chất lượng đẹp mắt, các nhà vườn đã chủ động đánh bầu và vào chậu ổn định trước khi bán Tết từ 1 đến 2 tháng. Như hàng năm thì vào dịp gần Tết, hợp tác xã hoa cây cảnh Mường Lò cũng đã chuẩn bị đủ tất cả các loại hoa để phục vụ nhu cầu của nhân dân. Như nhà vườn thì tự sản xuất và phục vụ bà con nhiều các loại hoa, ví dụ như là hoa giấy, hoa hồng, rồi hoa đỗ quyên, hoa cúc và rất nhiều các loại khác. Thế thì gần Tết thì nhà vườn cũng đã chuẩn bị lên bầu và đưa vào chậu các cái loại hoa để phục vụ bà con, ví dụ như là trưng bày trong nhà, ngoài sân, rồi ban công, các loại hoa để có thể mình để chậu, để kê hoặc là treo giá để cho nó lở vào đúng dịp Tết để cho bà con chơi Tết. Mặc dù hiện nay thời tiết đang có những diễn biến bất thường, ảnh hưởng đến sự phát triển của hoa, nhưng các hộ nông dân vẫn đang nỗ lực chăm sóc, kịp cung cấp cho thị trường dịp Tết Tân Sửu này.